Let go. Nhảy đi cậu. Nhảy đi cậu. Nhảy đi cậu. Nhảy đi. Nhảy thì nhảy, nhảy đây. Làm gì được nhau. Nhảy đây. Cứ nhảy quyền đây. Này đó. Quyền này. Welcome to Chamedy. Chúng ta sẽ quay trở lại với Dung hay lần này với cái cộng trời. Có cần tôi giết hai thằng kia không? Cần. Ok. Ok, tôi thấy hai xử cái nón mẹ nó đi. Quăng nón bể đầu nó liền á. Ok. Được. Xử nó đúng không? Tôi đi xử nó đây. Đúng. Ok. Gọi nhà đi. Xử nó xong chết là khỏi lên nó đánh đó. Ok. Nó nhảy xuống. Anh nhảy ra hự. Anh nhảy ra hự cái ấy. Bên ngoài hết rồi. Hai người hết rồi. Ngồi xuống đây bắn nó nè. Hết rồi. Vỡ đầu. Ờ hay, nghe thấy cậu ghét tôi đó. Hay lắm cậu. Thế cậu tính giết luôn cái mạng này để mà lấy kill của tôi hả? À không, cho cậu đấy. Cậu tưởng mơ mà không tưởng mà tưởng mơ mà không to... không tỉnh hả? Tất luôn. Bắn Dragon đúp. Cậu nghĩ sao về khẩu này? Ok cậu. Cái đó thì xuyên rất mạnh, bắn nhanh nhưng mà bị một cái ưu điểm là có địch kìa cậu ơi. Cái X18 bắn sợ mày, nó nóng một đeo skin 91 máu. Ghê hả? Đam gục của nó, đang kinh khủng đam giết của nó. Yêu lắm. Bắn máu này. Mẹ nó bắn tôi ghê vậy ta. Tôi bắn vào mỏ ngay. Rồi thôi đâu ta. Nè, khẩu này bắn không được coi, khẩu này không ghim đạn thứ hai. Đây này. 181 máu. Ông máu ông quấn đâu, ông hồi nó đi. Ông hồi giỏi thử xem. Cậu ơi, nó sẽ nhảy ra kia. Nó nhảy chưa? Chưa. Trên góc. Để thử tôi giết cho. Kéo tâm. Ui, 66 máu cậu. Hai viên là bất tỉnh nhân sự. Làm đá rồi. Ừ. Cậu có 4 đấy. Ừ, thiếu rồi, cây này thế bảo là bắn, tôi nói lộn, cây này là bắn chậm hơn đấy cái S. Nó đam to nhưng nó bắn chậm quá. Nên nó chết bởi vì bắn chậm hơn. Cây này có búp vì... như thế nào đi chăng nữa thì người chơi nó cũng không chơi đâu. Trừ khi là bắn nhanh thêm nữa, cây này phải nhanh thêm nữa. Nói chung game này bây giờ thiên về tốc độ mà, còn đam to thì mà... chả ai xài. Đáng ra phải fit đam lại cho đam kiểu này, đam ớn quá à. Có cảm từ somebody, somebody. Rồi địch đâu? 26 thằng của tôi, 24 thằng, 23 thằng đâu? Ra đi đi chơi ơi, địch hơi ơi, ra đi đi cho thử ẹt cá ẹt xỉu thôi mà làm chi ghê rồi hè, nụp chi mà kỳ rồi hè. Bắn chi mà kỳ rồi hè. Bắn đi, người ta chạy ra ngoài. Cắn như là dây đen. Chơi. Bắn cái chi mà chơi nụp trong nhà, bắn nghỉ mẹ, bắn chi hè. Đem, nhắm ít. Đi 2 mà, đi 2 ít lắm, đi 2 điểm nó giữ được điểm nhiều hơn. Đi 2 là như bắn solo ấy, điểm bằng solo luôn. Còn đi 4 là điểm ít nhất. Thì 4 là thấp nhất đấy cậu. Leo rank team 4 là lên. Ê, có đứa Lucas xuống này. Hết rồi. Hai người. Một người xuống trước rồi. Còn nói cho. Con này chờ bọn mình luôn đó. Ở Lia luôn hả? Chưa, tôi nghe tiếng giảm thanh bên phía bên tay phải. Ai con này hết rồi. Mấy người này đi đâu vậy? Đi tự sát hả ta? Cái người thằng bắn nhanh quá à. Lâu lắm mình không lắp skin cảm giác khác hẳn thật đấy. Bắn kiểu bắn thay xuống tập gần nữa cậu. Bảo sao bữa tôi lắp một cái gì mà gặp mấy X18 quái thú tan thua. Nhanh quá. Ơ kìa, nào gì được cái máu vậy? Ok, sao cậu cái của tôi vậy? Tôi tưởng ổng nhiều máu, tôi bắn cho cậu ít đam thôi. Sao cậu bắn nốt một viên chết à? Hình như mấy nhà hai lầu bên kia có địt phải. Ấy. Trên là trụ tròn cột kìa cậu ơi. Trụ tròn cột. Ừ. Đây này. Cột NW30. Ở giữa cái trụ. Hết. Hai người cơ, tôi thấy có hai người liền đó.
Welcome to somebody. Rồi ngồi đây kè nó đi. Well. Đây hết rồi. Xong. Chết luôn. Dead. Cái đấy nhanh quá, cái 18 bắn nhanh quá. À cái ừ. Bắn nhanh quá đúng không? Ờ bị nhanh quá. Không kiểm soát được tốc độ rồi. Nhanh quá. Vút cái bể đầu luôn đúng không? Ừ, vút nhẹ cái là kiểu vỡ đầu xong thêm một vài phát bồi vào người cũng chết à. Tiêu. Kiếm thằng nào trong nhà tôi vẫy phóng lựu coi. Đâu vậy? Trước mặt nhà gà. Bắn nhanh vậy? Đẩy nhà gà này cậu. Lê nhà gà. Mày muốn bắn tao? Mẹ không trúng viên nào luôn chứ. Cái khẩu này đục bom keo khó quá à. Đi cậu ơi. Cậu ơi. Quân què. Rồi lại bị két tiếp luôn. Không biết con quỷ nó bắn két thế nhở. Thế thì bên trái có một team. Ê S ơi gần cậu, eo. Thì chuyện không nghe lắm đây này. Cái gì? Địch ngay trong sau nhà đá kìa. Cái chó đâu? Chạy đi. Chạy ra bên trái rồi, hướng 15 SE đâu. Đó, bắn nha. Mẹ ơi, tôi phàn cho viên phóng lựu knock out tại chỗ nè. Ôi, khẩu này bắn đã quá à. Thầy bọn kia đặt ra nhiều lắm này á. Mẹ quỷ ghiêu nha. Xong một viên chết rồi. Xong một viên giấy. Mẹ tức quá à. Ây da, vui quá. Một viên là chết. Wow quý quần đùi. Nãy giờ KS nhiều lắm, chơi với Guild KS không à? Mía không muốn chơi KS trời pro. Không tôi KS. Chơi mà cứ KS không. Chơi làm chó gì? KS hồi nào? Mía. Đừng có ngậm ấy phun người nữa. Địch nó trèo lên trên mái nó bắn xuống á. Trụn tròn kìa. Máy nào? Máy màu vàng này, trèo được đó. Nghỉ lắm, nghỉ là trèo lên lắm. Rồi ấy. Còn hai thằng đúng không? Ừ. Ok, để tôi bắn phong lựu. Cẩn thận ông 5, ông 5 trên ấy. Đi cẩn thận bắn vỡ đâu đó. Chắc là trèo lên được ngay, tôi nghĩ sau lưng. Trèo lên được. Tôi lên được. Trèo lên đi chơi, bắn nhau đường nào. Đây nó 5 lên này. Đâu? Bên phải hướng 300 thì phải, đúng không? Làm gì có. Nghe cái team này ngồi đâu, ngủ đâu đấy. Trên nóc thật rồi, nằm trên vàng vàng kia. Có đâu. Có, mình nó đặt kìa, thấy quả mình không? Nó đặt đấy rồi nó lên đó. Ừ, đặt mình xong lên đúng không? Không, trèo lên được mà. Đặt bong keo thưởng lên được ấy. Cô quất thấy chưa? À, không phải, bên dưới nhưng mà ở xong. Này, ở quất này. Thế còn một ông nữa đâu? Ê thôi, phóng đi người ta. Ê, bẫy. Ê da, một bóng. Để tôi. Đừng bắn. Ok. Ồ, ghê. Ủa? Ủa sao ông này chết? Bạn ơi. Ơi, không ăn đâu. Quá nguy hiểm, quá ghê gớm. Đâu, mọi người nhìn đi, KS chỗ nào, mọi người nhìn đâu. 3.240 đam mà còn là KS.
Ở đây, cái S không? Quỷ S.